Trong tập trước, thôn phệ chủ mượn thân xác của Lâm Động sau đó ra ngoài càn quét hết toàn bộ dị ma dám đến xâm chiếm thôn phệ thần điện, đứng trước sức mạnh tuyệt đối của một trong bát chủ thời viễn cổ, toàn bộ dị ma đều bị tiêu diệt mà không có chút phản kháng nào. Đồng thời, thông qua thôn phệ chủ, Lâm Động cũng biết thêm không ít thông tin về bát đại chủ và cuộc chiến combat mãn nhãn đỉnh cao thời viễn cổ giữa họ và dị ma. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lâm Động gật đầu, chẳng trách mà băng chủ được phủ tổ coi trọng như vậy, thiên phú và sự gan dạ đó thực sự hiếm thấy. Thế phủ tổ đại nhân thuộc tầng thứ nào? Lâm Động tò mò hỏi. Vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp đã là cường giả đỉnh phong thật sự trong trời đất, còn phủ tổ hiển nhiên đã vượt qua tầng thứ ấy. Sau luân hồi là tổ cảnh, sắc mặt thôn phệ chủ trịnh trọng, khi nói đến hai chữ cuối cùng, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm nghị. Tổ cảnh, thôn phệ chủ gật đầu, nhìn từ thời viễn cổ đến giờ, chỉ có mình lão sư đạt đến mức độ đó, còn làm thế nào để đạt được thì ta cảm ngộ vạn năm cũng chưa hiểu được. Đến đây thôn phệ chủ lại cười, đương nhiên, nếu dễ dàng cảm ngộ được thì đám dị ma kia đâu dám ra tay với chúng ta. Trong đám dị ma, có lẽ chỉ có dị ma hoàng của chúng xuất thể mới sánh ngang được với lão sư. Dị ma hoàng, trong trận đại chiến năm đó có xuất hiện dị ma hoàng sao? Lâm Động chép miệng, thôn phệ chủ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, tay khẽ vuốt ngực, nói, năm đó, ta suýt chút nữa chết trong tay dị ma hoàng, cũng may lão sư ra tay cứu. Lâm Động có phần hoảng hốt, hắn không thể tưởng tượng được hai vị này gặp nhau thì sẽ gây ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa thế nào. Tiên tổ, sau đó thì sao? Cô Linh nãy giờ vẫn yên lặng nghe hai người nói không kìm được khẽ hỏi. Sau đó, thôn phệ chủ khẽ thở dài, trong một lần lão sư quyết chiến với dị ma hoàng, thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng, bị trọng thương trong khe hở vị diện, cuối cùng phong ấn khe hở ấy lại, cắt đứt đường xâm nhập của dị ma tộc, như thế chúng ta mới chiến thắng. Lâm Động trầm mặc, dù không trải qua trận chiến năm ấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thảm liệt ấy. Trận đại chiến ấy dù giành được chiến thắng cuối cùng nhưng phải trả giá quá đắt, dị ma tộc ngay từ khi sinh ra đã mạnh hơn chúng ta. Thôn phệ chủ nói, tiền bối không cần phải tự hạ thấp mình, tuy chúng có ưu thế hơn nhưng chúng ta cũng không phải yếu ớt, chúng có dị ma hoàng thì chúng ta cũng có cường giả tổ cảnh, không hề thua kém chúng. Lâm Động nghiêm mặt, thôn phệ chủ hơi khựng người rồi cười, bá khí lại tỏa ra, ngươi nói không sai, năm đó ta đã dám ra tay với dị ma hoàng, sao phải sợ chứ? Có điều, muốn đạt đến trình độ của lão sư thì không phải dễ, ta không tin dị ma hoàng của chúng cũng dễ dàng xuất hiện. Thôn phệ chủ gật đầu cười, dị ma hoàng năm đó bị lão sư đánh trọng thương phong ấn lại, chứ biết chừng đến giờ đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta cũng không phải sợ đám dị ma đó. Tuy hiện giờ trong trời đất này dị ma tiềm phục khắp nơi, có thể hành động bất cứ lúc nào. Nhưng tiểu sư muội bọn họ cũng luân hồi chuyển thế, chỉ cần họ tỉnh lại thì dị ma sẽ chẳng dám làm gì. Lâm Động nghe thế, ánh mắt có phần phức tạp, nếu băng chủ tỉnh dậy thì không phải sẽ thay thế ý thức của Ứng Hoan Hoan sao? Thiếu nữ có bím tóc đen dài, tay cầm đàn, nhanh nhẹn hoạt bát khiến lòng hắn ấm áp. Năm đó sắp biến mất sao? Nghĩ tới đây, Lâm Động không kìm được xếp tay lại, trong lòng thấy nhói đau. Thôn phệ chủ thấy Lâm Động bỗng nhiên không nói gì, dường như hiểu được điều gì đó, khẽ nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thường thì luân hồi chuyển thế kiếp này sẽ là chủ đạo. Lâm Động cười khan, đương nhiên hắn biết thôn phệ chủ đang an ủi hắn, chỉ có điều băng chủ có thể trong trường hợp thông thường sao, thực lực của nàng ấy đến thôn phệ chủ cũng phải nhận thua một bậc, nếu nàng chuyển thế thì ai sẽ giữ ý thức chủ đạo, điều này rất khó nói, giờ nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, vẫn nên làm tốt việc của mình đã. Thôn phệ chủ nói đầy thâm ý, chỉ khi có đủ sức mạnh thì ngươi mới thay đổi được điều gì đó, vãn bối thụ giáo. Lâm Động trầm giọng nói, đúng là giờ có nghĩ nữa cũng chẳng ích gì, chỉ bằng nâng cao thực lực lên. Hắn chưa bao giờ nhận thua, dù đối thủ lần này là băng chủ đến thôn phệ chủ cũng phải thấy không bằng, hắn cũng không hề sợ hãi, cho dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ, hắn sẽ cướp Ứng Hoan Hoan trở về. Lâm Động siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Thôn phệ chủ khẽ cười, ngài nhìn xung quanh có phần lưu luyến, ánh mắt dừng lại ở Lâm Động, lát nữa ta giao truyền thừa cho hai ngươi, nhưng hãy nhớ kỹ, tiếp nhận truyền thừa cũng có mạo hiểm rất lớn, ta truyền lại cho các ngươi cảm ngộ cả đời ta về luân hồi. Côn Linh có huyết mạch của ta, có lẽ sẽ giữ được sự tỉnh táo, còn Lâm Động thì sẽ bị lạc hướng, một khi mất phương hướng trong luân hồi thì sẽ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại. Nói đến đây, sắc mặt thôn phệ chủ vô cùng ngưng trọng, Lâm Động cũng gật đầu trịnh trọng, hắn cũng không bất ngờ trước rủi ro ấy, muốn có sức mạnh phải trả giá, đó là điều đương nhiên. Vì thế, trong truyền thừa, Linh Nhi hãy tận lực bảo vệ cho Lâm Động tỉnh táo, hai người sẽ có liên quan, chặt chẽ với nhau, một người xảy ra chuyện người kia sẽ bị ảnh hưởng. Thôn phệ chủ nói, hai người chuẩn bị đi, ta cũng động thủ đây, còn thành bại thế nào phải xem các ngươi thôi. Hai người Lâm Động gật đầu, sắc mặt có phần ngưng trọng, cùng ngồi xuống, tâm thần dần bình tĩnh lại. Thôn phệ chủ thấy thế, giang hai tay ra, cảm nhận trời đất này một lần nữa, sắc mặt có phần quyết luyến. Một lúc lâu sau, thân thể dần cong lại,
hắc quang tỏa ra biến thành một cái hắc động khổng lồ, hắc động xoay chuyển, rồi giống như một cái miệng lớn dần nuốt lấy Lâm Động và Côn Linh. Tiếp theo phải dựa vào các ngươi thôi, hy vọng truyền thừa của ta sẽ không biến mất tại đây. Hắc động xoay chuyển, chỉ có giọng nói của thôn vệ chủ vang vọng trong không gian, cuối cùng dần biến mất, vị cường giả đỉnh phong cuối cùng cũng tiêu tan. Khi bóng tối rút đi, Lâm Động cũng dần mở mắt, rồi hắn có phần thất thần vì ánh sáng chói lòa từ phía trước phản chiếu lên gương mặt hắn. Đây là... Lâm Động lẩm nhẩm, nhìn quanh thì thấy một vùng biển tú lệ không có điểm tận cùng, mặt nước lấp lánh, đẹp đến ngất ngây, đây là Luân Hồi Hải. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh, Lâm Động ngoảnh sang, chỉ thấy cách hắn vài trượng là Côn Linh đang ngồi, dáng người nàng như liễu, y phục làm tôn lên cơ thể mảnh mai khiến người ta phải động lòng. Luân Hồi Hải, Lâm Động nhấn mày, ánh mắt có chút nghi hoặc, sau khi vào Luân Hồi Cảnh, trong đan điền sẽ biến thành Luân Hồi Hải, nó rất rộng lớn khó lường, chưa tu vi cả đời, đây chính là Luân Hồi Hải. Côn Linh nhìn vùng biển tú lệ, nói, đương nhiên, thứ quý giá nhất ở đây là cảm ngộ của tiên tổ về Luân Hồi, đó là thứ quan trọng nhất để bước vào Luân Hồi Cảnh. Lâm Động ngừng lên, ánh mắt ngưng động, hắn cảm nhận được trong vùng biển này lan tỏa một thứ dao động huyền hảo, nó giống như bầu tinh không sâu thẳm mà hấp dẫn, đó là thứ mùi vị Luân Hồi thần bí nhất. Lâm Động sững sờ nhìn mặt biển, ánh mắt dường như có ngọn lửa bùng cháy. Lâm Động, bỗng đúng lúc ấy có một tiếng gọi gấp gáp vang lên, hắn sực tỉnh, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn về phía Côn Linh phía sau lúc này đang có chút lo lắng. Ngươi nhìn dưới chân, Côn Linh vội nói, Lâm Động cúi xuống, đồng tử lập tức co nhỏ lại, mồ hôi lạnh túa ra, thì ra hắn bất giác không biết từ khi nào đã tiến đến gần mép thạch đài phía trên Luân Hồi Hải, chỉ cần bước thêm một bước nữa là hắn sẽ rơi xuống biển. Luân Hồi Ý ở đây có sức hấp dẫn chí mạng với cường giả chưa bước vào Luân Hồi Cảnh, chỉ cần tâm thần ngươi có chút sơ hở là sẽ bị rơi vào đó, không thể gượng dậy được. Côn Linh vẻ mặt ngưng trọng nói. Lâm Động vội lùi lại, đến bên cạnh Côn Linh mới dừng lại, quệt mồ hôi chán, rồi cảm kích nhìn Côn Linh, cảm ơn. Nếu vừa rồi không phải nhờ Côn Linh kịp thời đánh thức hắn thì có lẽ giờ hắn đã rơi vào Luân Hồi Hải. Lúc này hắn mới hiểu tại sao thôn vệ chủ nhất định muốn Côn Linh đi cùng hắn. Ngươi vẫn chưa thực sự tiếp xúc với Luân Hồi Ý mà đã như vậy, ta thấy e là truyền thừa này rất khó thành công. Côn Linh thở ơ nói, lần này là ta sơ suất. Lâm Động đỏ mặt, hắn cũng không ngờ Luân Hồi Ý lại lợi hại đến vậy. Côn Linh khẽ thở dài, chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Lâm Động gật đầu, rồi ngồi xuống trước mặt Côn Linh. Côn Linh thấy thế hơi do dự, rồi đưa đôi tay mảnh mai của mình ra, hơi đỏ mặt nói, ngươi nắm lấy tay ta, như vậy ta mới cảm chi được ngươi có bị rơi vào nguy hiểm không. Đa tạ, Lâm Động gật đầu chân thành, đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của Côn Linh, cảm giác như nắm một viên ngọc thạch mát lạnh vậy, rất tuyệt. Có điều, Lâm Động lúc này không có tâm tư để tận hưởng điều đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đi. Hai người cùng nhắm mắt lại, tinh thần lực dần lan tỏa. Ban đầu tinh thần lực của hai người phân tách rõ rệt, nhưng hai người nhận ra nếu như vậy thì tinh thần lực của họ căn bản không lan ra khỏi thạch đài được. Sau một lúc do dự, hai đạo tinh thần lực dần hòa vào nhau. Khi tinh thần lực quyện với nhau, gương mặt có phần lạnh lùng của Côn Linh bỗng đỏ lên. Tinh thần lực của hai người ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng phá vỡ được sự ràng buộc của thạch đài. Khi tinh thần lực bay ra ngoài, chỉ thấy trên Luân Hồi Hải cũng có khói bốc lên, ánh sáng lấp lánh, hiện lên vô số hình ảnh. Một thứ dao động huyền ảo thần bí lan tỏa, tinh thần lực của Lâm Động không kìm được tiến gần với Luân Hồi Ý phía trên. Luân Hồi Hải, rồi hắn mở rộng tâm thần, tinh thần lực thật sự tiếp xúc với Luân Hồi Ý. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, tinh thần lực của Lâm Động đột nhiên run lên, trước mắt hắn dường như lướt qua vô số quang ảnh. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Động, chỉ thấy trong đó có một trung niên nam tử, thân hình mỏng manh, gương mặt có vài phần giống với Lâm Động, vẻ mặt rất nghiêm túc, bên cạnh là một mỹ phụ. Bà đang nhìn Lâm Động với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều. Cha, mẹ, Lâm Động sững nhìn hai người, cảm giác xót xa bỗng dâng lên trong tim khiến mắt hắn đỏ lên. Bao nhiêu năm xa nhà, trải qua bao gian khổ rèn luyện, mọi điều không phải vì khiến mình mạnh hơn để bảo vệ được người thân sao. Động nhi, nên về nhà thôi. Mỹ phụ vẫy tay với Lâm Động, giọng nói dịu dàng và quen thuộc đó khiến Lâm Động run rẩy, nghiến răng kiên trì nhiều năm như vậy. Hắn đã mệt mỏi rồi, hắn rất muốn về với Thanh Dương trấn nhỏ bé. Ở đó tuy không có gì nổi bật, nhưng khiến tâm hồn hắn vô cùng yên ổn. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Động đưa tay về phía mỹ phụ. Trên thạch đài, Côn Linh mở mắt, có phần lo lắng nhìn Lâm Động đang nhắm nghiền mắt, gương mặt có sự dịu dàng hiếm thấy. Từ khi gặp đến giờ hắn vẫn cứng nhắc như đá, thậm chí khi đối mặt với cường giả đỉnh phong như Cực Phong hắn cũng dám sinh sát ý. Vậy mà giờ, vẻ mặt này lại giống như một đứa trẻ vậy. Ai, người thật ngốc, như thế sao hoàn thành được truyền thừa? Côn Linh khẽ thở dài. Nàng có huyết mạch của thôn phệ chủ hộ thân nên không bị chìm đắm vào Luân Hồi Ý, nhưng ở đây Luân Hồi Ý có thể đánh động sự quyến luyến ở sâu trong tâm thức con người. Đến lúc đó, người có cường đại thế nào cũng trở nên yếu đuối vô cùng. Côn Linh khẽ nắm tay Lâm Động,
nhưng hắn không có phản ứng gì. Thấy vậy, nàng nhấn mày, lưỡng lự một chút rồi cắn môi, một chút máu chảy ra giống như bông hồng nở rộ. Máu tươi chảy ra, Côn Linh vươn người về phía trước, vòng đôi tay qua cổ Lâm Động, rồi đôi môi lạnh lẽo ép lên môi Lâm Động. Máu tươi thuận theo môi chảy vào miệng Lâm Động rồi nở rộ, đường sóng dao động màu đen tỏa ra từ cơ thể Côn Linh rồi bao quanh Lâm Động, càng ngày hắc quang càng đậm đặc, cuối cùng biến thành một cái kén bọc lấy hai người. Khi chạm vào tay mỹ phụ kia, từ bàn tay Lâm Động bỗng tỏa ra một tia sáng, chỉ thấy hai thân ảnh kia biến dạng rồi dần biến thành hư ảo. Có điều, dù thân thể tiêu tán nhưng ánh mắt mỹ phụ kia nhìn Lâm Động vẫn đầy yêu chiều và dịu dàng. Nam tử bên cạnh cũng khẽ gật đầu, gương mặt hiện vẻ tán thưởng. Cha, mẹ, Lâm Động lầm bầm, sống mũi cay cay. Nếu ngươi cứ biểu hiện kém cỏi thế này thì ta cũng không cứu được đâu. Một giọng nói thở ơ vang lên. Lâm Động khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nụ cười đầy vẻ kiên nghị hiện lên. Cha mẹ yên tâm, con không sao, mọi người hãy đợi con sẽ quay về sớm thôi. Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt có phần mơ màng lúc này đã lấy lại vẻ kiên nghị, rồi hắn ngồi xuống. Muốn thật sự trở về thì phải khống chế được sức mạnh ở đây đã. Linh Nhi cô nương, cảm ơn, đây là lần cuối. Lâm Động nói rồi giang hai tay ra, tinh thần lực lại tràn ra, cuối cùng đánh mạnh lên luân hồi ý thần bí. Vút vút, vô số đạo quang ảnh không ngừng lướt qua não Lâm Động, thế nhưng lần này hắn không chìm đắm trong đó, ánh mắt vững như bàn thạch, giống như người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn hoa tàn hoa nở. Thứ luân hồi này chuyển động giống bánh xe, tuần hoàn liên tục, vô cùng vô tận, thời gian dần trôi đi, cái kén bọc quanh người không biết tan đi từ khi nào, hai thân ảnh ngồi đó dường như được phủ lên một lớp bụi dày, trên đó có một cuồng sáng nhạt, luân hồi hải khẽ động, vô số tia sáng tú lệ của luân hồi ý nổi lên trên mặt biến rồi chui vào cơ thể hai người. Quá trình khổ tu này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ một, cũng có thể là 10 năm, có điều, thời gian rồi cũng có ngày kết thúc, không biết từ khi nào, một thân ảnh gầy gò trên thạch đài bỗng khẽ động đậy, hai mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt đen sâu thẳm xưa kia đã có thêm một chút dao động của luân hồi. Trên thạch đài, người thanh niên chậm chậm mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, tận sâu bên trong là luân hồi ý lưu truyền, tỏa ra thứ năng lượng khó nói thành lời, tạo nên vô số cảnh tượng kỳ diệu phía sau hắn. Khi hắn mở mắt ra dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi lúc lâu sau hắn mới hồi phục, nhìn lớp bụi phủ trên cơ thể, hắn khẽ cười, thân thể khẽ rung lên, lớp bụi ánh lên tia sáng, bay lên thành những đốm sáng nhỏ đẹp đẽ vô cùng. Chúc mừng, từ bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Lâm Động ngẩng lên thì thấy gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc, lấp lánh tuyệt đẹp. Côn Linh lúc này gương mặt thanh tịnh, trong mắt cũng có luân hồi ý lưu truyền. Rõ ràng nàng cũng nhận được lợi ích không thua kém Lâm Động. Đa tạ Côn Linh cô nương đã tương trợ. Lâm Động cảm ơn một cách chân thành. Hắn biết lần này hắn cảm ngộ được luân hồi ý tất cả là nhờ có sự bảo vệ của Côn Linh. Nếu không chỉ e hắn đã lạc hướng trong luân hồi ý thâm sâu khó lường kia rồi. Ta cũng là tự giúp mình thôi. Côn Linh khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản. Có lẽ là thực lực nàng đã tiến bộ nhiều, sự áp chế từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể Lâm Động với nàng đã yếu đi nhiều, nàng dường như trở lại với sự lạnh lùng như lần đầu gặp mặt. Lâm Động cười, hắn nhìn gương mặt Côn Linh, rồi tia nhìn chuyển xuống đôi môi đỏ quyến rũ, ở đó dường như vẫn lưu lại vết máu. Cảm giác được tia nhìn của Lâm Động, ánh mắt Côn Linh lóe lên, rồi dường như không muốn nhận thua trước mặt hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng sự đấu mắt này không kéo dài lâu, tay nàng khẽ siết lại, không biết chuyện gì. Rõ ràng nàng đã thấy áp lực của thôn phệ tổ phù gây ra đã giảm nhiều, nhưng nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn lâu được. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Côn Linh quay mặt đi tránh ánh nhìn của Lâm Động. Người đã hứa với tiên tổ, không được dùng thôn phệ tổ phù ức hiếp ta. Giọng nói của nàng vẫn bình thản như trước, chỉ có điều thêm vài phần yếu ớt. Ta đâu có dùng đến thôn phệ tổ phù. Lâm Động ngạc nhiên, hắn không nói còn được, nói rồi lại khiến má Côn Linh càng thêm đỏ. Nàng khẽ cắn môi rồi lườm hắn, vội vàng chuyển chủ đề, ngươi vui cái gì? Truyền thừa mới hoàn thành được một nửa thôi. Một nửa, Lâm Động khựng người. Chúng ta đúng là đã cảm ngộ được luân hồi ý, nhưng thực lực của ngươi hiện nay e là vẫn dừng ở tử huyền cảnh đại thành đúng không? Côn Linh nói. Lâm Động nghe vậy liền cảm ứng một chút, lông mày nhíu lại. Đúng là nguyên lực trong cơ thể hắn không tăng bao nhiêu. Có lẽ cảm ngộ luân hồi ý chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta đã đạt được cảnh giới nhưng tu vi thì vẫn còn cách xa lắm. Côn Linh hơi nhấn mày nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lâm Động hỏi. Trong mắt Côn Linh cũng đầy sự nghi hoặc. Nàng nhìn luân hồi hải rộng mênh mang vô tận, khẽ lắc đầu, nói, lẽ nào bắt chúng ta tu luyện ở đây? Lâm Động trầm ngâm, chậm rãi bước tới méo thạch đài, cúi xuống nhìn luân hồi hải một lúc lâu rồi mới lẩm nhẩm, có lẽ đây là nơi ẩn tàng tu vi cả đời của thôn vệ chủ, muốn có được sức mạnh đó, có lẽ. Nói đến đây, hắn nhìn chăm chăm vào vùng mặt biển, ý người là chúng ta phải xuống biển. Côn Linh kinh ngạc, trong luân hồi hải chứa đầy sức mạnh hùng hồn, trước đó họ chỉ tiếp xúc với luân hồi ý ở bên ngoài cũng đã không dễ dàng gì. Nếu vào trong thì còn đường sống không? Lâm Động trầm mặc một lúc,
cười nói, Côn Linh cô nương, không phá sinh tử sao nhập được luân hồi, ngươi cũng quá to gan đấy. Côn Linh khẽ cảm thán, ngữ khí cũng có chút khâm phục. Lâm Động cười cười, rồi đưa tay về phía Côn Linh. Côn Linh cô nương, không biết cô nương có dám cùng ta xông pha một trận sinh tử không? Nhìn bàn tay hắn đưa ra, Côn Linh khẽ cắn môi, một lát sau cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Ngươi quá giả hoạt, rõ ràng là muốn ta theo để bảo vệ ngươi. Côn Linh một câu nói trúng tim đen, Lâm Động cũng không thấy ngại ngùng gì, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, hít sâu một hơi, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Côn Linh cô nương, đi thôi. Côn Linh khẽ gật đầu, hai người nhìn nhau rồi cùng bước tới. Chỉ nghe tù một tiếng, nước biển bắn lên, hai thân ảnh rơi thẳng xuống mặt biển vô tận. Hai người vừa rơi xuống lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh vô tận từ bốn phương tám hướng ập tới, rồi ngang ngược xông thẳng vào cơ thể họ. Đối diện với sự xung kích hùng hăng đó, ngay Lâm Động có nhục thể cường hãn cũng khó lòng chịu đựng. Thân thể hắn căng cứng, toàn thân nổi gân xanh, trong mắt hiện lên vô số tơ máu, kinh mạch trong cơ thể cũng phình to đến cực hạn dường như muốn nổ tung ngay lập tức. Thế nhưng, ngược lại với sự đau đớn của Lâm Động, gương mặt Côn Linh vô cùng bình tĩnh, không chỉ không có chút dấu hiệu đau đớn nào mà ngược lại còn có cảm giác đắm chìm mê mẩn. Những tiếng rên đau đớn đến cực hạn truyền đến tai Côn Linh, lúc này nàng mới mở mắt, liền nhìn thấy Lâm Động đang đau đớn đến quằn quại. Dưới biển Côn Linh không thể nói, nhưng gương mặt đầy sự lo lắng. Một lát sau nàng khẽ thở dài bất lực, ngón tay cứa qua cổ tay máu tươi lập tức chảy ra, máu tươi bao quanh cơ thể hai người, nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có những tia hắc quang nhàn nhạt. Côn Linh đưa tay ôm lấy nam tử đang quằn quại, máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ tay khiến sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt. Máu bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái kén dài vài trượng, bọc lấy hai người bên trong. Cái kén dần chìm xuống đáy sâu luân hồi hải, xung quanh là những cột quang trụ năng lượng hùng hồn chiếu thẳng vào trong kén. Cả luân hồi hải dường như sục sôi, bên trong kén, hai luồng khí tức cũng ngày một mạnh mẽ. Cũng lúc này, từng cửa ải đều vượt qua dễ dàng với thế như trẻ tre. Thời gian dần trôi đi, bất chi bất giác đã hai tháng sau khi vào không gian này. Trong thời gian này, ở yêu vực cũng chấn động không nhỏ về sự việc này. Nguồn gốc gây ra sự chấn động ấy chính là sự xuất hiện của đám dị ma, bốn dị ma vương và một thập vương điện cường đại hơn dị ma vương thông thường. Trận dung đó đủ để khiến bất cứ thế lực nào trong yêu vực cũng phải kinh hãi. Trong yêu vực cũng có nhiều ngọa hổ tàng long, ngoài một vài thế lực lớn được biết đến, một vài thế lực ẩn giật cũng không thể coi thường. Trong đó cũng không thiếu một số thế lực truyền thừa từ thời viễn cổ, vì thế họ cũng hiểu biết chút ít về dị ma. Trước đây, dị ma đều tiềm phục, rất ít người biết được tin về chúng. Nhưng lần này, dị ma xuất hiện đã khiến không ít thế lực cảm thấy kinh hãi. Ai cũng biết trận đại kiếp thời viễn cổ đã tạo nên hậu quả đáng sợ thế nào. Nếu lần này nó tái hiện thì sinh linh sẽ gặp phải chuyện gì? Nghĩ vậy, trong yêu vực, bên ngoài thì sục sôi nhưng cũng có nhiều đại thế lực ngấm ngầm phái thám tử đi tìm kiếm dấu vết của dị ma. Thú chiến vực, tứ tượng cung, danh tiếng của tứ tượng cung ở yêu vực hiện nay đã vượt xa trước đây. Từ sau hôm dị ma phá vỡ không gian xuất hiện ở đây, thiên yêu điêu tộc và long tộc đã thể hiện rõ ràng quan hệ với tứ tượng cung. Hơn nữa cộng thêm việc không biết từ đâu loan tin đại thủ lĩnh của tứ tượng cung đã có được truyền thừa của thôn vệ chủ, càng khiến tứ tượng cung trở thành thế lực mới nổi không thể coi thường trong yêu vực. Ngay lập tức, không ít cường giả đua nhau đến nương nhờ khiến thực lực tứ tượng cung ngày càng lớn mạnh. Lôi Uyên Sơn trước đây, tứ tượng cung chủ điện hiện nay, lúc này có rất nhiều thân ảnh đang ngồi. Đứng đầu là Tiểu Điêu, thời gian này vì Tiểu Viêm bế quan xung kích chuyển luân cảnh nên hắn vẫn ở lại tứ tượng cung, vì mối quan hệ với Lâm Động và thân phận vốn có của hắn mà chẳng ai dám có ý kiến gì với việc hắn tạm thời cai quản tứ tượng cung, ngay cả mấy người thiên long yêu soái cũng không chút dị nghị. Trong đại điện, dưới Tiểu Điêu là Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái và Châu Nghị. Khí thế của họ hiện nay cũng đã thay đổi hẳn so với hai tháng trước, trong khí tức của họ đã có một chút dao động của luân hồi. Điều này cho thấy họ đã chạm tới luân hồi rồi, tiến bộ nhỏ này với họ mà nói là sự khác biệt một trời một vực. Phía sau họ còn có một vài gương mặt lạ lẫm, nhưng khí tức cũng đều cường đại dị thường. Tứ tượng cung hiện nay, dù là quy mô hay khí tượng đều hơn hẳn trước đây. Tiểu Điêu ngồi trên vị trí trên cùng, nghe các loại báo cáo khẽ gật đầu. Hắn vốn là thiếu tộc trưởng của thiên yêu điêu tộc, xử lý những sự vụ này cũng thành thạo hơn Lâm Động vài phần, vì thế không ai là không phục cả. Nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh vẫn chưa có tin tức gì sao? Thiên Long yêu soái đột nhiên lên tiếng hỏi, đến nay đã hai tháng mà Lâm Động vẫn không có tin tức gì, không biết rốt cuộc là thế nào. Tiểu Điêu lắc đầu, nói, chư vị không cần phải lo lắng, tuy truyền thừa của thôn vệ chủ lợi hại nhưng huynh ấy cũng không phải tầm thường, chắc chắn không sao đâu. Đúng rồi nhị thủ lĩnh, trước đây đại thủ lĩnh từng bảo bọn ta thám thính tin tức ở Đông Huyền Vực, giờ đã có chút tin. Thiên Long yêu soái bỗng nói. Ồ, Tiểu Điêu đứng bật dậy, gương mặt tuấn giật trở nên lạnh băng, nói, Đông Huyền Vực hiện giờ dường như bùng nổ một trận chiến tranh, thất đại siêu cấp môn phái giờ chỉ còn ba, và kẻ phát động chiến tranh chính là Nguyên Môn. Thấm thoát đã lại nửa tháng nữa trôi qua, cực Bắc yêu vực,
nơi hoang nguyên ngập đầy canh khí sắc bén. Từ sau khi không gian bị vỡ kia biến mất, địa vực này cũng đã trở lại với sự vắng vẻ trước đây. Cảnh tượng ác liệt mấy tháng trước đến nay đã không còn dấu vết gì nữa. Canh phong cuộn trào, những cơn bão giống như những con cự mãng thôn thiên càn quét vùng đất này. Trước sức mạnh cuồng bạo đó, không gian dường như trở nên biến dạng. Sự càn quét đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên trong không gian nơi sâu nhất của hoang nguyên đột nhiên tách ra một luồng sức mạnh hùng hồn khó lòng hình dung bắn phụt ra. Khi ấy có hai thân ảnh bước ra từ trong không gian nứt ra kia, cuối cùng cũng ra rồi. Hai người vừa bước ra nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tuy môi trường ở đây khắc nghiệt, nhưng trong mắt họ lại vô cùng thân thiết. Hai người này đương nhiên là Lâm Động và Côn Linh, vừa tiếp nhận truyền thừa của thôn vệ chủ. Sau 3 tháng, cuối cùng họ cũng hoàn thành truyền thừa một cách thuận lợi, đồng thời thoát được khỏi luân hồi hải. Hai người lúc này đã thu khí tức lại, nhưng chỉ có người có cảm ứng nhạy bén mới nhận ra đằng sau sự hiền hòa kia là một sức mạnh to lớn thế nào. Chỉ 3 tháng mà hai người đã như thay da đổi thịt. Lâm Động giang hai tay ra, hít sâu một hơi khí lạnh, tuy chỉ là 3 tháng nhưng hắn có cảm giác như được sinh ra lần nữa. Lúc này hắn có thể cảm nhận được nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, mức độ đã thật sự đột phá từ huyền cảnh, bước vào tầng thứ chuyển luân cảnh. Quan trọng nhất là hắn không phải chuyển luân cảnh phổ thông, mà là chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.